tên là Trần Quốc. Trần Quốc Văn. Trần Quốc Văn. Chú bán vé số lâu chưa? Lâu rồi, chừng 7-8 năm trước rồi. 7-8 năm rồi. Hiện tại là chú đang sống với ai? Chung với đứa con. Chú ở gần đây không? Khu vực quận 5 này không? Ở quận 5 nhưng mà khắp phường quận 13. Cái mùa dịch vừa qua chú có gặp nhiều khó khăn không? Khó khăn nghỉ mấy tháng. Ở chú con nghe giọng chú là người Hoa hả chú? Đúng rồi, người Hoa, người Tèo á. Dạ. Từ nhỏ chú sống ở khu vực quận 5, quận 6 này. Dạ dạ. Thì chú hiện tại á, con đang làm một cái video ở trên mạng á. Con đang muốn chụp một bộ ảnh giống như thế này nè. Đó, cho một cái người lạ muốn mời chú chụp một cái bộ ảnh. Đó, thì bây giờ con sẽ mặc cho chú một cái áo vest, rồi mình sẽ chụp một cái bộ ảnh. Thì chú thấy như thế nào? Trước giờ chú có bao giờ mặc áo vest chưa? Lúc giờ chưa. Chưa bao giờ mặc áo vest hả? Dạ. Thì bây giờ con sẽ mặc cho chú một cái áo vest, xong rồi sửa sang tóc tai đồ này nọ lại. Rồi con chụp cho chú bộ ảnh. Chú thấy thế nào? Được không? Chú mà để có hỗ trợ vậy thì mặc vô luôn. Thích luôn. Chú mà chú có cảm thấy thích không? Thích. Mình kỷ niệm luôn. Sau này mình có thể về mình khoe với con cái hay là bạn bè của mình đó, để mình có một cái bộ ảnh cũng gần tới Tết rồi nè. Dạ. Vậy thì chú đồng ý hen. Dạ. Dạ. Đồng ý rồi đó em. Vì sao cha ơi chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu chôn giấu, khi đã phải quên đam mê đời mình để con nó ấm cha chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió lời cha dẫn bước mở rộng tim con bao dung như cha trong đêm đau thương vẫn yêu.